Phong Thủy Tâm Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Tâm Nguyên. Em là đích trung trợ lý của thầy Tâm Nguyên. Cùng với lại các cái câu hỏi khác nhau của các anh chị gửi về Phong Thủy Tâm Nguyên thông qua cái việc đó, tuổi tôi thì có làm được nhà hay không, hay là vào cái hướng nhà tôi đang là hướng đông bắc như này thì năm 2020 có làm được nhà hay không, hay nhà tôi rơi vào hướng bắc thì năm 2020 có làm được nhà hay không, hay tuổi tôi bao gồm các thành viên như thế này thì tuổi này động thổ được hay không. Tất cả những câu hỏi của các anh chị như vậy về cơ bản rằng là đã thể hiện những cái sự quan tâm rất lớn đối với việc xây nhà dựng cửa. Tuy nhiên rằng là để mà Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi hỗ trợ các anh chị một cách chi tiết hơn thì chúng ta có thể đặt những câu hỏi một cách đầy đủ những thông tin hơn, thì đi chung sẽ hướng dẫn các anh chị cái việc đó là cần chuẩn bị những thông tin gì để Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi hỗ trợ các anh chị. Để mà Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi hỗ trợ các anh chị một cách rõ ràng nhất thông qua đội ngũ trợ lý cũng như thầy chúng tôi, thì các anh chị có thể đặt câu hỏi bao gồm những thông tin họ tên cộng với số điện thoại cộng với lại là năm sinh các thành viên trong ngôi nhà cộng với hướng nhà mình là hướng gì bao nhiêu độ, và câu hỏi cần được tư vấn để mà xác định được hướng nhà anh chị là hướng gì bao nhiêu độ, thì các anh chị vui lòng tải cái ứng dụng La Bàn Việt về máy. Với cái ứng dụng La Bàn Việt này chúng tôi lập trình và thiết kế lên với trên cả hệ điều hành iOS, tức là dùng cho điện thoại iPhone, và trên cả hệ điều hành Android với các dòng điện thoại như Samsung, Oppo, Vivo, Huawei hay một số các dòng điện thoại khác thì đều sử dụng được ứng dụng La Bàn Việt này. Thì các anh chị vui lòng tải về máy và đo cụ thể xem hướng nhà mình là hướng gì bao nhiêu độ thì hãy báo lại cho chúng tôi để chúng tôi có thể biết được, và sau khi đấy đối chiếu với những yếu tố về thiên tinh thiên ký mỗi một năm thì tư vấn các anh chị rằng là tháng nào có thể triển khai được tốt nhất, tuổi nào động thổ tốt nhất, và những cái phương thức liên quan đến xây dựng ngôi nhà, tu tạo sửa chữa làm sao để hiệu quả. Thì công ty kiến trúc Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi cũng tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu liên quan đến việc khảo sát tư vấn thiết kế với các hạng mục công trình lớn nhỏ, từ những khu quy hoạch hay đến với những ngôi nhà ở theo từng hạng mục lớn nhỏ khác nhau, theo từng phong cách khác nhau, thì Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi đều có những thế mạnh riêng. Thì các anh chị có thể đặt niềm tin cũng như là kết hợp với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ các anh chị cách tốt nhất. Các anh chị vui lòng tải ứng dụng La Bàn Việt này về và sau đó thì xem cái phần hướng dẫn sử dụng ở đây, thì các anh chị cũng có thể là nắm được cái cách mà đo hướng nhà mình như thế nào trên đây thể hiện rất rõ, rất chi tiết để giúp các anh chị hiểu hơn trong cái việc mà làm nhà. Chúng ta làm nhà lên trên đất, do đó là chúng ta phải biết rằng là vận khí đất hướng nhà mình như thế nào để chúng ta xây dựng được tốt hơn các anh chị nhé. Quay trở lại với video này thì Đức Trung sẽ xin chia sẻ với các anh chị trong cái tháng 8 đó là tháng Ất Dậu. Tháng 8 Ất Dậu chúng ta có thể xây mới được với cái hướng nhà nào và tu tạo sửa chữa được phương vị nào trong ngôi nhà. Các video trước đó Đức Trung đã nói các anh chị từ tháng 1 cho đến tháng 7. Đặc biệt là tháng 7 nhiều anh chị lo rằng nó là tháng cô hồn đúng không ạ? Thì rằng là chúng ta như lo ngại cái việc đó xây nhà mới hoặc là tu tạo sửa chữa. Tuy nhiên tháng 7 Đức Trung đã nói rồi, đó là chúng ta cái việc nào ra việc đấy, phong thủy nó khoa học, nó khác biệt với lại những cái yếu tố về quan niệm tinh thần mà chúng ta đã biết trước đó. Quay sang với tháng đó là tháng 8 Ất Dậu. Với tháng 8 Ất Dậu đó là chúng ta triển khai được với lại đó là với tháng 8 Ất Dậu chúng ta triển khai xây mới được với nhà hướng Nam. Với nhà hướng Nam năm 2020 đại cát, do đó rằng là hướng Nam các anh chị có thể thấy xuất hiện gần như khá nhiều những cái tháng vượng mà chúng ta có thể triển khai xây dựng. Đặc biệt là trong năm 2020 thì chúng ta có thể triển khai được với nhiều tháng vượng khác nhau để xây cái nhà hướng Nam này. Trong tháng 8 là tháng Ất Dậu, chúng ta có thể triển khai xây dựng được với nhà hướng Nam. Hướng Nam có giải độ từ 157,5 độ cho đến 202,5 độ, bao gồm ba sơn hướng là Bính, Ngọ, Đinh. Chúng ta hoàn toàn có thể xây mới được với cái nhà hướng Nam, rất là tự tin, rất là tuyệt vời. Tuy nhiên rằng là cái điều quan trọng hơn cả là cách cục đất nó có được tốt đẹp hay không thì cần phải có đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên cũng như cùng với thầy đến khảo sát trực tiếp địa thế cách cục để xem rằng yếu tố về loan đầu, thủy pháp, mọi thứ nó có được tốt hay không để chúng ta xây dựng được ngôi nhà lên trên đó nó tốt nhất. Do đó hướng Nam với ba sân hướng là Bính, Ngọ, Đinh, tức là tọa bắc hướng Nam, chúng ta hoàn toàn xây dựng được trong năm 2020 rất là đại cát, rất là vượng. Tháng 8 Ất Dậu cũng là một trong những tháng vượng để chúng ta có thể xây dựng được với nhà hướng Nam này. Với cái việc đó tu tạo sửa chữa thì rất tiếc trong cái việc đó là trong cái tháng 8 Ất Dậu không phải là cái tháng đắc lợi để chúng ta tu tạo sửa chữa với ngôi nhà. Do đó là trong tháng 8 thì không có sơn hướng nào, không có phương vị nào có thể tu tạo sửa chữa được. Rất nhiều các anh chị băn khoăn rằng là tôi thấy có tháng là xây dựng được khá nhiều hướng, rồi là có tháng thì cũng không xây dựng được hướng nào, rồi có tháng thì tu tạo sửa chữa được một vài hướng, một vài phương, có tháng thì cũng chả tu tạo sửa chữa được phương vị nào. Thì điều này căn cứ đâu? Chúng ta căn cứ vào yếu tố đó, tháng vượng là chúng ta phải xét đến cái việc vào tháng đấy là nhật nguyệt đáo sơn hướng và thiên ất quý nhân đáo sơn. Cái việc mà nhật nguyệt đáo sơn hướng là theo cái chu trình quay của mặt trời mặt trăng đến các cái vị trí sơn hướng khác nhau theo đồ hình 24 sơn hướng. Chúng ta biết rằng là 24 sơn hướng tương ứng với là 24 tiết khí. 24 tiết khí trong đó lại có là mỗi một tiết khí là 15 ngày, tương ứng với mỗi một sơn hướng là 15 độ. Do đó chúng ta theo dõi cái chu trình quay của
vệ tinh, chúng ta theo dõi cái chu trình quay theo trục của mặt trời mặt trăng, để mỗi một cái tháng khác nhau thì mặt trời mặt trăng nó có cùng đảo đến sơn hướng nó không, thì mới có thể tu tọa sửa chữa được. Thì trong cái tháng 8 là tháng Ất Dậu, duy nhất chỉ có hướng nam là vượng cho cái việc khai sinh lập hướng, còn các phương vị khác thì rất tiếc là không thể tu tọa sửa chữa được. Bởi thế cho nên rằng là sẽ có tháng chúng ta xây mới được khá nhiều hướng, sẽ có tháng chúng ta xây dựng được một vài hướng thôi, sẽ có tháng chúng ta không nên động thổ xây dựng. Đấy, thế thì để chúng ta hiểu rõ hơn về cái quan điểm đó là nhật nguyệt đáo sơn đó là tháng vượng chúng ta có thể xây dựng được, còn lại để mà giải thích một cách chuyên sâu về nhật nguyệt đáo sơn là như thế nào hay là thiên đất quý nhân đáo sơn hướng như nào thì có lẽ các anh chị cũng phải đọc khá nhiều sách khác nhau thì mới có thể là hiểu cái phần này. Thì nếu như có cơ duyên thì hẹn gặp lại các anh chị tại thư phòng của Phong Thủy Tam Nguyên, tại phòng 809 tòa 34T đường Hoàng Đạo Thúy, thì có cơ hội có thời gian chúng ta sẽ cùng bàn luận sâu hơn về cái yếu tố về thế nào là nhật nguyệt đáo sơn hay thiên đất quý nhân đáo sơn hướng. Do đó tự chung lại đó, tháng 8 là tháng Ất Dậu, thì với cái nhà hướng nam thì chúng ta có thể xây dựng được, không nên tu tạo sửa chữa bất cứ phương vị nào trong cái tháng 8 Ất Dậu này đó. Vậy thì để mà chi tiết hơn thì các anh chị cũng vui lòng đã đo đạc độ số nhà mình cũng như đặt câu hỏi một cách đầy đủ các dữ kiện để Phong Thủy Tam Nguyên tư vấn kỹ càng, hoặc các anh chị cũng có thể gọi đến số 1900292 bấm nhánh số 2 để mà gặp đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên để tư vấn một cách rõ ràng tất cả thông tin giúp anh chị, hoặc đăng ký qua kích tài lộc 2020 tại cả ba thành phố lớn đó là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong tháng 12 dương lịch này để tham gia cùng với chúng tôi lắng nghe những kiến thức về phong thủy chính tông, lắng nghe những cái kiến thức tinh hoa nhất liên quan đến cái việc các hung vận hạn từng tuổi, hoặc xây dựng nhà cửa, hoặc là yếu tố về định hướng liên quan đến thị trường, liên quan đến sự vận hành của yếu tố kinh tế thị trường thông qua việc thầy Tam Nguyên tư vấn chia sẻ trong khóa học này, thì các anh chị cũng sẽ có thêm những kiến thức mới. Hẹn gặp lại các anh chị trong chuỗi những video tiếp theo. Đức Trung xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.